Chào các bạn đã đến với kênh Cây Sa Đen Hòa Bình. Hôm nay mình có thời gian rảnh thì lại làm một cái video nữa để trả lời một số câu hỏi của khách hàng. Trong những ngày vừa qua, rất nhiều khách hàng khi mua cây Sa Đen của bên mình có phản hồi lại là sau khi dùng cái cây Sa Đen này uống cảm thấy nó nhức đầu, đau bụng và đi ngoài nhẹ. Đấy. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn là tại sao nó lại như vậy. Mình nhắc lại là một số khách hàng bên mình có phản hồi cho bên mình đó là sau khi dùng cái cây Sa Đen này đấy, mới đầu dùng được 1 ngày 2 ngày, mới đầu dùng ấy thì thấy cảm thấy hơi hơi đau đầu một chút, đau bụng và đi ngoài. Thì tại sao lại như vậy? Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn tại sao lại như vậy. Thì trước mặt các bạn đây thì mình cũng giới thiệu lại, đây là cái cây Sa Đen bên mình, cái cây Sa Đen. Thì tác dụng của nó thì các bạn đã nắm bắt được rồi, thì mình không nhắc lại nữa. Đấy, đây là cái Sa Đen khô bên mình đã phơi sao vàng hạ thổ rất là tốt, đúng không ạ? Rất là tốt rồi. Nó chữa điều trị các bệnh về ung biếu ung thư rất là tuyệt vời. Đấy. Cái về cái địa chỉ mua cái cây Sa Đen này thì các bạn nên tìm đúng cái cơ sở ở Hòa Bình để mua cái cây Sa Đen này các bạn nhé. Vì hiện hiện nay trên thị trường rất nhiều khách hàng ở trong miền Nam hoặc là ở miền Trung đã mua phải những cây Sa Đen giả, như cái đen xả, cây Sa Đen giả, cây Sa Đen lai, thân nó rất là to, mỏng và lát 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 mỏng rất là to. Thì đấy là cây Sa Đen giả các bạn nhé. Nên các bạn phải lưu ý khi phải tìm đúng nơi cây Sa Đen mà trồng tại Hòa Bình thì mới có cái dược liệu chữa bệnh tốt được. Còn nếu mà các bạn mua ở những cái cơ sở mà nó lấy ở những vùng khác ấy, thì vẫn là Sa Đen, có thể vẫn là Sa Đen nhưng mà cái dược tính chữa bệnh sẽ là không có các bạn ạ. Thì nói hơi lan man một chút nhưng mà bây giờ mình sẽ quay lại luôn cái chủ đề của buổi ngày hôm nay, đó là tại sao uống cây Sa Đen lại bị đau đầu, đau bụng và đi ngoài. Thì thưa các bạn, đó là nếu khi các bạn bắt đầu uống cây Sa Đen này thì đây là cái tác dụng ban đầu. Đây tác dụng ban đầu khi mà cơ địa của một người chưa thích ứng kịp đối với lại cái thuốc này. Đấy, có nghĩa là bạn là người đầu tiên bạn uống cái cây này. Đấy, người đầu tiên uống cái này, hoặc là bạn bỏ một thời gian dài rồi bây giờ bạn quay lại bạn uống, hoặc là cái do cái cơ địa của bạn nó chưa tiếp ứng kịp với cái thuốc này thì nó xảy ra cái hiện tượng là đau đầu nhẹ, đau bụng và đi ngoài nhẹ. Đấy. Nhưng mà cái vấn đề này thì các bạn không phải quá lo lắng các bạn nhé. Các bạn cứ uống cho mình sau vài ngày, nó tầm khoảng 5 6 hôm. Đấy. Không đến 5 6 hôm đâu, tầm khoảng 3 hôm thôi. Đấy, thì những cái hiện tượng trên những cái hiện tượng trên sẽ biến mất. Và những cái người bị bệnh hiện tượng người bị những hiện tượng như trên ấy thì cũng không nên quá lo lắng. Đó chỉ là những cái biểu hiện hiện tượng ban đầu mà khi các bạn mới dùng cái cây Sa Đen này thôi. Đấy, các bạn mới dùng cái dược liệu này. Không phải chỉ là cây dược liệu này mà bất kỳ một cái dược liệu nào khác khi các bạn cơ địa các bạn mới tiếp ứng thì cũng sẽ xảy ra những hiện tượng như vậy. Đấy, kể các bạn dùng Ansoa hay cả gai leo hay là bất kỳ một cái loại dược liệu nào mới á thì các bạn đều bị như vậy các bạn nhé. Khi các bạn cái cơ địa của bạn đã quen rồi ấy thì nó cái hiện tượng đó sẽ biến mất. Đấy, thì đó cái chia sẻ của bên mình. Như vậy là nếu mà các bạn nào đang bị như vậy á thì các bạn cũng không nên quá lo lắng các bạn nhé. Đấy. Rồi. Các bạn thấy cái video này hay, ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho các bạn khác cùng biết thêm các bạn nhé. Đấy. Các bạn nào có nhu cầu mua cây Sa Đen này thì hãy liên hệ với mình qua số hotline là 0976 836 586 hoặc địa chỉ của nhà mình ở thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình các bạn nhé. Đấy. Đấy, mình nhắc lại là mình nhắc lại một lần nữa là những hiện tượng như là đau đầu, đau bụng đi ngoài thì các bạn không quá cần phải lo lắng, đó là hiện biểu tượng ban đầu thôi. Đấy, rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.